con sinh bé xíu cái cục mụn rồi nó bự hơn nữa mà nó không chịu được. Giống bác Hà của nó. Mai mốt làm ngục nha. Dạ. Làm nha, ăn Tết ha. Lâu lắm. Tao làm luôn được. Mới đó lại là mới tao đồ. Ủa có làm lại nữa không Thủy? Dạ. Ví dụ như còn thì vẫn để làm lại. Còn nếu mà hết rồi thì thôi luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Nay bắn rồi. Ừ. Có nhiều tiền. Chị về đấy Thủy ơi. Dạ, em cảm ơn chị. Chị đang theo nhà chị gần Tuy là bạn chỉ qua đây hả Tuy? Dạ, chị em. Ừ, chị em tên gì Tuy ha? Ngân. Chị em làm bên đây cái em chị em qua à? Dạ không, nhân viên của chị hay qua đây. Hả? Nhân viên của chị hả? Dạ. Cái đó không?
và tăm bông đi. Tết có về quê không mẹ? Em nhà không? Tết em ở với chị trong này. Dạ. Dạ. Hoặc nhớ nhiều mộ không? Dạ, không nhiều. Em đi 6 buổi hả? Dạ. Em đi 6 buổi là hết. Dạ.
Lấy cái ống á, châm mấy cái này ra hút hết rồi. Hello tất cả mọi người, chúc mọi người có một cái buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho một cái ngày mới làm việc thật là hiệu quả nhé các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ở trên cái khu vực gọi là một cái cân lều, một cái hệ sinh thái mini của mình ở bên kia. Thì là mình đang đi ra bên này để dẫn các bạn đi khám phá những cái điều đặc biệt, những cái địa điểm thú vị ở trên khu vực miền núi này. Thì bây giờ đang hiện tại là mùa hè rất là nắng nóng, thì là bây giờ mùa hè đang mới có bây mới tầm 7 giờ sáng thôi, nhưng mà trời đang rất là oi ức rồi các bạn ạ. Đây nãy mình còn đi đến ngoài kia là mình còn thấy một con rắn săn chuột ở bên kia rồi. Đó, những cái tổ mối mà nó to như thế này ấy, thường là nó sẽ có rắn ấy. Thì mình sẽ để ý xem những chỗ này có rắn hay không, thì mình sẽ bắt để quay clip trên cái kênh sinh tồn của mình. Đây cũng có một cái tổ mối này, một cái lỗ này có vẻ là nó hơi cũ rồi, thì mình không biết là chỗ này có rắn hay không. Đó, còn cái tổ ngoài kia thì mình chắc chắn là có rồi, tại vì nếu mình có thấy nó đang ra ngoài, ra khỏi cái hang, đứng ở nằm ở ngoài hang để phơi nắng rồi các bạn ạ. Thì là mình lại lâu không bắt tới, mình khá là run sợ, cho nên là một xíu nữa mình sẽ phải dây bẫy. Lúc mà bẫy được rồi thì lúc đấy mình nghĩ là sẽ có nhiều gọi là có đủ thời gian để mình bình tĩnh và mình đưa ra quyết định và mình ra tay. Chứ còn trong cái khoảng thời gian mà bồng bột chốc lát mà mình nhìn thấy cũng khá là lâu rồi mình không động vào rắn các bạn ạ. Đó, một cái công việc gọi là ngày xưa mình cũng từng bắt rắn khá là nhiều lần rồi, mình cũng bắt những con rắn ráo nhiều rồi. Thì là mình cũng gọi là lúc đầu thì cũng mấy lần đầu thì cũng khá là run tay, nhưng mà sau vài lần ấy thì là cái trình độ của mình cũng lên được một tí, nhưng mà cũng bỏ được khá là lâu rồi. Bỏ lại câu chuyện con rắn chỗ đấy nhá, bây giờ các bạn sẽ cùng mình khám phá cái tảng đá này. Đây các bạn thấy xung quanh, đây là một cái tảng đá mình vừa trèo từ dưới này lên này. Đó, một cái tảng đá mà nó kiểu nó hình một cái hình hộp ở chỗ này các bạn ạ, một cái hình nó khá là vuông vức này. Xong là trên này còn có một cái cây đa nó rất là ngoằn ngoèo ở trên này. Thì là vào cái mùa này là cây này cũng đang quả cũng gần chín rồi các bạn. Đây là một cái loại quả mà chim rất là thích ăn. Nó ngày xưa mình hay ra bên dưới này, bên dưới này nấp để chim về ăn quả, thì còn dùng lá để bắn luôn các bạn, xuống cao su bắn này. Ai à, lâu quá rồi không ăn chơi. Thì hôm nay rất vui được gặp các bạn đồng hành cùng mình trên những cái chuyến liệu trên đồi này của mình. Wow, đây có một cái lỗ này các bạn. Có thể mình nghĩ chỗ này có thể là một cái tổ chuột đó, mà cũng là một cái nơi một cái lỗ khá là thích hợp cho mấy con một con chuột than nó làm tổ ấy các bạn. Những con chim chuột than nó rất thích làm tổ những chỗ, những cái cành cây mà nó bị khô ấy, xong rồi nó bị rỗng bên trong. Đó, còn chỗ này là cái lỗ bên trong lại là do con chuột nó đục sẵn đấy các bạn. Đấy, cho nên là một cái con lỗ rất là tròn trịa trong này. Mùa hè mà có những cái tán cây như này nó rất là mát này. Bên dưới này lại là còn là một cái tảng đá nó khá là bằng phẳng bên dưới này.
Đấy thì có thể đây sẽ là một cái nơi nghỉ mát lý tưởng trong mấy tháng tới các bạn ạ. Thì mình sẽ sinh hoạt tại trên cái lều cái của mình, thì mình sẽ thường xuyên hơn đi ra đây để nằm mát vào buổi trưa các bạn ạ. Đây, buổi trưa này ở nhà này rất là nóng luôn. Đó. Bật quạt nó cũng không đỡ được bao nhiêu, với lại là nó còn tốn điện nữa. Thì khi bạn này chúng ta sẽ ra đây trên trên những cái quả đồi này thì là nó sẽ thứ nhất là mát mẻ hơn là ở nhà. Đó. Còn mát hơn là các bạn bật quạt nữa. Đây mình có thêm một quả chín rồi này. Mình cứ tưởng là cây này là lúc chín là màu vàng rồi chứ. Đây này, quả này chín là nó màu đỏ này. Đây, rất là nhiều những cái quả màu vàng đây. Thì mình có thể là do chưa chín thật. Chưa chín nên là cũng chưa thấy có hiện tượng là chim ăn ở đây. Thì mình nghĩ là nếu mà vài hôm nữa mà nó chín nhiều, chỗ này sẽ là có thể nó sẽ tấp nập chim chỗ này này. Đó, đây là những cái loại quả mà chim cả màu rất là thích ăn này. Các bạn thấy không? Một cái cây cùng cái hình dáng nó khá là lạ mắt đúng không? Đó, nhưng mà có vẻ cây này là đã bị khô một nửa rồi này. Cho nên là mình cũng khá là gọi là hơi bất an khi đi trên cái cành này. Đây thì bây giờ mình sẽ các bạn sẽ cùng đi xuống để xem cái gốc của cây này nó có cái gì đặc biệt không, có cái gì nó thú vị ở đây không. Đây này, cái gốc của nó là cái gốc nó nằm nó bám chặt luôn ở trên cái hòn đá này. Đó, sau đó nó sẽ có những cái rễ nó len xuống bên dưới. Bên dưới này này, hút nước bên dưới này. Dưới này là một cái cạnh một cái con suối dưới này luôn. Thì là cây rất là cứng cáp các bạn. Cây cứng cáp rất là lâu năm rồi. Họ mình nhớ hồi mình còn trẻ con hay ra đi chăn trâu ấy là cái cây này có vẻ là nó đã to như thế này rồi. Đấy, đây là một cái chỗ mà rất là nhiều bóng râm này. Đó, cái đầu bên này, phía bên này rất là bằng phẳng. Thì buổi trưa là bọn mình hay ra đi nằm mà. À, trẻ con là chăn trâu thường chăn vào buổi trưa này. Ngày xưa các bạn có thể thấy những cái thảy thửa ruộng này. À, những mảnh ruộng này ngày xưa là người ta gọi là người ta đào bằng tay các bạn. Đây các bạn thấy là những cái bậc nó rất là cũng khá là bé đúng không? Nó chỉ ngang tầm rộng tầm 1 đến 2 mét thôi. Đó, nó dọc theo những cái thung lũng như thế này. À, ngày xưa là không hề có máy móc nhé, mà người ta chỉ dùng sức người với lại sức trâu đào thôi. À, ngày xưa mình trẻ con là đi chăn trâu ấy là buổi sáng là thường thường là buổi sáng thì trâu sẽ cày, buổi sáng với buổi chiều là trâu sẽ cày này. Đó, thời gian đó thì bọn mình sẽ đi loanh quanh, đi nghịch nước này, đi tìm chim này. Nhưng mà đến buổi trưa ấy là khi mà trâu cày xong rồi ấy, thì buổi trưa là mình sẽ dắt trâu đi ăn. Còn buổi trưa là thường bọn mình sẽ dắt trâu ở những chỗ này. Thường là sẽ ngủ trưa ở chỗ này, ngủ mát trên này. Thế ngày xưa chăn trâu là khá là nhàn, tại vì trâu là lao động nhiều các bạn. Thì là chỉ cần nó phải cày từ sáng đến trưa mà. Đó, trong là buổi trưa là mình chỉ cần thả ra đây phát là nó hì hục, nó gặm cỏ chỗ này. Đó, chứ còn như trâu bây giờ ấy là thì nó rất là kén chọn, nó chỉ có ăn với ở thôi. Đó, hàng ngày sáng dậy phát là nó đã được đi ăn cỏ rồi, nó không phải đi cày cấy gì cả. Đó, cho nên là nó rất là kén chọn với thời trẻ con bây giờ là chăn trâu cũng khá là mệt các bạn ạ. Trâu bây giờ
nó không được như ngày xưa, đó, nó sướng quá nó lại thành cái gọi là nó không tốt. Thả phát là nó lại lao chỗ này, lao chỗ nọ. À, bây giờ chân trâu nó cũng khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Thì mình sẽ cầm tạm cái cành cây này. Chút nữa đi ra cái tổ mối ngoài kia xem là cái con rắn vừa nay nó có lại chui ra hay không. Tại bây giờ trời đang nắng. Thường là sau những ngày mưa là trời nắng là con rắn nó sẽ chui ra ngoài để nó phơi nắng. Có vẻ là nó vẫn chưa chui ra các bạn ạ. Nãy là nó nằm ngay chỗ này phơi nắng này. Đấy, nó chui vào bằng cái lỗ này. Có một cái lỗ khá là bé này, mình không ngờ là cái lỗ này nó lại chui từ cái lỗ này vào cơ. Đó, một cái lỗ này mình không để ý. Mình tưởng cái lỗ to thế này là cái lỗ chính này. Đó, trong khi đó nhìn trên này có vẻ là tôi nhận khá là nhiều thì mình tưởng là không có rắn. Đó, nãy mình thấy con này nó chui từ cái lỗ bên dưới này đi này. Đấy, con nhiều cái nó gây cho mình cái sự bất ngờ đấy các bạn. Nhiều cái nó hơi khác với bình thường. Đó, mình cứ nhầm cái lỗ to nhất mà ngắm, nhưng mà không ngờ cuối cùng nó lại chui vào cái lỗ bé này này. Đó, con rắn cũng khá là dài, cũng vậy trên 1 mét đấy, nhưng mà chắc là xíu mình sẽ kiếm dây ra đây để bẫy các bạn. Tôi dùng tay bắt là mình mất hết kinh nghiệm bắt rắn rồi. Các bạn nhớ theo dõi tập tiếp theo để xem mình sẽ đi bẫy rắn như thế nào nhé. Bye bye các bạn. Tất cả mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trong clip tiếp theo hôm nay của mình. Thì như thường lệ mình lại một mình đi vào rừng khám phá các bạn ạ. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng mình và theo dõi cuộc hành trình tiếp theo hôm nay của mình. Hiện tại thì mình đang trên một cái quả đồi, lại là một cái quả đồi núi đá các bạn ạ, trơ trọi giữa những cái rừng ngô xung quanh đây là người ta đã phát quang hết rồi. Thì hiện tại thì còn lại mỗi đúng trên cái đỉnh đồi này là còn sót lại những cái gọi là một cái hệ sinh thái thu nhỏ ở trên này. Đó là một gọi là một cái núi đá mini ở trên này. Thì mình nghĩ là trên này cũng có khá là nhiều, cũng gần có đầy đủ tất cả những thứ như là cây cối, rồi là những cái loại hoa phong lan này, rồi là nhiều những cái cây, mình nghĩ là cũng còn vài cái gốc cây cổ thụ ở trên này. Thì các bạn nhớ đón xem và các bạn theo dõi chân mình thì sẽ cùng đi vào trong này khám phá nhé. Xin mời mọi người. Đây, về mới đập vào mắt mình đầu tiên đây là những cái chùm rễ rất là dày đặc chỗ này các bạn ạ. Đây, những cái loại rễ này là mình cũng không rõ là của cái cây nào luôn. Đây các bạn có thể thấy này, một chùm rễ. Nó đang cố gắng chĩa đầu xuống đất để nó hút lấy dinh dưỡng cũng như là hút nước ở từ bên dưới cây lên. Trên này có nhiều, đây chỗ này cũng có rất là nhiều trùng rễ đây này. Để các bạn có thể thấy là những cái cây ở trên đồi này, trên núi đá này là những cái rễ của nó đây cũng rất là khô khan nhé các bạn. Nhưng mà không hiểu sao mình thấy nó vẫn phát triển được. Đó là
Cái lý do mà những cái cây ở đây thì nó sẽ có một cái độ cứng hơn so với lại những cây bình thường mà sống ở ngoài kia. Đó, những cây rất là bé nhưng mà rất là dẻo dai và cứng cáp các bạn ạ. Bởi vì là nó sống trong một cái điều kiện gọi là cực kỳ là hiếm nước. Đó, quanh năm mà chỉ có nhận nước mưa từ trên trời thôi. Mà vào những cái mùa hè như bây giờ thì có thể là mấy tháng trời mới được mưa một lần. Cho nên là để mà sống sót được trên này thì cũng phải gọi là những cái cây rất là cứng cáp và có giá trị như vậy. Đây các bạn có thể thấy đây là một cái cọng rễ rất là dày. Em sẽ kéo lên cho các bạn xem. Đó, nó không phải là giống như kiểu là ở dưới suối là có những cái đoạn rễ nào mà nó chui xuống được dưới nước ấy là mình mới thấy nó phát triển theo kiểu là rất là nhiều nhánh như thế này, nhiều nhánh con như thế này. Thì bây giờ trên núi nó cũng mặc dù là không có nước nhưng mà nó vẫn rất là nhiều những cái như thế này các bạn ạ. Đây, nó kiểu là nó đùm bọc cho nhau, nó có rất nhiều những cái rễ đã khô nhưng mà xen kẽ vào đó là những cái rễ rất là tươi ở giữa này. Đó, rất là tươi và non ở bên giữa này. Thì mình nghĩ là nó cũng là một phần là kiểu là những cái rễ này nó hy sinh cho nhau. Có một cái rất là nhiều cái rễ bọc bên ngoài mặc dù nó khô cứng hết rồi mà bên trong là nó bọc một cái lớp rễ non ở bên trong. Đó thì là những cái góp phần bảo vệ cho những cái rễ non đấy có thể nó xuống phía dưới và nó tiếp xúc được với đất ẩm ở bên dưới này để nó có thể hút nước lên nuôi sống cho có cây mẹ. Wow. Xin nữa thì ngã các bạn. Để các bạn có thể thấy những cây rất là thẳng và nó cứng cáp các bạn. Nó rất, những cái cây này có thể chịu đựng được cái sức nặng của một người như mình đây. Đây các bạn có thể thấy ạ. Mình trèo lên mà nó vẫn không hề bị cong vênh gì cả. Thì là mình nghĩ là do cái thời tiết ở đây nó sinh ra những cái cây cối nó cứng cáp như vậy. Đây cũng là một trong những cây đó này. Đây cái cây này mặc dù nó không được thẳng nhưng mà cây này có vẻ là cái độ cứng của nó sẽ cứng hơn so với lại những cái cây mà trời chọc kia. Đây trước mặt đây lại là một cái cây gọi là có vẻ là gần giống cây đa nhưng mà không biết có phải không các bạn. Đây là trung tâm của quả đồi này. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái cây đa rất là già cỗi ở đây rồi. Thì hầu hết là những cái đoạn to ở trên này là nó đã bị khô hết rồi. Đó, mình sẽ ngó thử xung quanh xem là có cái gì trong này không. Không có gì đặc biệt trên này các bạn. Đây có, đây là những cái dây này là dây của cây nho rừng này. Đó, những cái gốc rất là to chỗ này. Leo rất nhiều lên trên ngọn này. Trên này một phần là lá của cây đa và một phần cũng là lá của những cái cũng những cái dây nho rừng. Đó. Thì mùa này cũng chuẩn bị kết trái nho rừng rồi.
thì vài tháng nữa thì các bạn sẽ cùng mình tiếp tục lên trên này để hái nho rừng nhé các bạn. Đây là mặc dù là mưa rất là ít nhưng mà vẫn có thể mọc lên những cái lớp rêu xanh mướt ở chỗ này các bạn. Đó, mặc dù bên dưới này là không có đá, không có đất đâu nhé, nhưng mà không hiểu sao bằng một cái điều kỳ diệu nào đó mà những cái thảm cỏ này có thể sống được ở trên những cái hòn đá trơ trọi như thế này. Mặc dù là không hề có một cái hạt đất hay là một cái giọt nước nào ở đây, thế nhưng các bạn có thể thấy đây, những cái lớp rêu rất là xanh mướt như thế này. Đó, nhìn rất là đẹp mắt. Mình không biết là những cái cọng rêu này mà mang về cấy gần nhà nó có sống hay không. Nhìn những cái rễ với cái gân ở trong thì có vẻ nó đã khô cằn hết rồi, nhưng cái lá của nó vẫn rất là xanh mướt. Đó, thì mình nghĩ là đây là một những loại cây mà nó cần rất ít nước thì nó vẫn có thể sống được. Đó, như vậy mà trên một cái quả đồi trơ trọi như thế này, để các bạn có thể thấy xung quanh đây là đã bị chặt phá hết để canh tác rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi xuống để lên theo cái lối này xuống này. Đây cũng có rất là nhiều cái loại quả các bạn. Đây này, loại quả trên đá này gọi là củ thì đúng hơn. Cây này là một cái cây dương xỉ, nó thuộc họ dương xỉ nhưng mà mình cũng không rõ cái tên, gọi là cái tên gốc của nó gọi là gì. Các bạn có thể thấy cái lá của nó như thế này này, nó cũng mọc trên những cái vách đá như thế này, và nó có rất là nhiều những cái củ như thế này. Thì muốn ăn là chúng ta phải làm sạch cái lớp vỏ bên ngoài này đi. Rất là nhiều một cái lớp gọi là một cái lớp lông dày đặc bên ngoài này, thì chúng ta chỉ cần xoa nhẹ là nó cũng đã bay hết rồi. Nhìn bên trong này có rất là nhiều những cái gân guốc ở bên trong này này. Trong này đặc biệt là cái quả này nó rất là nhiều nước các bạn ạ. Mặc dù nó có một cái vị gọi là một cái vị hơi chát, hơi chát nhẹ, nhưng mà ăn nó vẫn ăn được các bạn ạ. Mặc dù là không có một cái vị gì đặc biệt cuốn hút, mặc dù là nó cũng hơi chát các bạn ạ, nhưng mà được cái là rất nhiều nước này. Nó được trong cái là mùa hè như thế này, thì nếu mà các bạn khát nước quá thì cũng có thể dùng đây là một cái cây gọi là chống khát tạm thời. Đó, dành cho những cái người mà hay đi lên rừng ấy mà bị thiếu nước, bị hết nước là cũng có thể tận dụng cái củ như thế. Chúng ta ăn nhai vào cho nó đỡ khát. Cái quả của nó rất là nhiều nước luôn. Bây giờ mình đã đi được ra phía ngoài này rồi, thì cũng xin phép được tạm dừng các buổi hành trình hôm nay của mình. Thì rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình suốt quá trình. Thì bây giờ xin phép tạm biệt các bạn, thì sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo nhé. Chào mọi người. Hello, chào tất cả mọi người.
Một buổi chiều vừa mới thức dậy các bạn ạ. Khá là uể oải nhưng mà vẫn phải xách thứ và lên đường. Đó, đi nhiều cho người nó khỏe các bạn ạ. Chứ ở nhà suốt là mệt người ấy, càng ở càng mệt. Vừa mới xuống đến đây, nó mới phát hiện ra đây có một cái hang đá các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi vào khám phá xem nhé. Ủa, không biết chỗ này có phải là cái miệng hang không đó. Một mình có vẻ là xong này hơi lạnh đấy các bạn ạ. Đó mà cái hang đá nó cũng lạnh sẵn rồi. Để trong kia là nó rất là sâu. Nó khá là tối không để vào. Không có đèn pin thì không vào được các bạn ạ. Sang bên kia, mình thấy bên kia có vẻ rộng hơn. Thì các bạn sẽ cùng mình vòng sang hướng bên kia xem nhé. Có một cái mùi của cái cây trên này các bạn, một cái cây rau rừng nó khá là ngon nhưng mà có một tí mùi vị, nó kiểu là mùi người ta gọi là cái mùi đánh giấm các bạn, khá là khó chịu đó, nhưng mà cái mùi vị của nó lại rất là ngon, mình nấu lên là lại có khối người thèm này. Có vẻ cái miệng hang nó, cái miệng hang chính là ở chỗ này các bạn. Wow, cái dây khá là to nhá. Đây, ngay đây, chỗ này lại mọc ngay một cái cây lan chỗ này này. Wow. Chỗ này những cái hòn đá này khá là sắc nhọn các bạn, nên là đi là phải đi dép, chứ còn đi chân rất là không dám vào cái này. Ủa, đây là một cái dây gì đó, các bạn thấy không? Cái dây này như kiểu là cái dây wow, đây là một cái rễ cây, nhưng mà các bạn nhìn thấy cái độ nó như kiểu là cái loại dây dây mùa chợ các bạn, cực kỳ là đó, mình tưởng là một cái dây gì cơ, nó rất bé, nó từ chỗ này chỉ kiểu nó vẫn thẳng tắp mà nó vẫn to bằng nho này thôi. Đó, quay trở lại với cái miệng hang đây xem nhé mọi người. Có vẻ là cái hang này nó có một cái con suối chảy qua thế này các bạn. Mình ngồi đây là đã nghe thấy tiếng suối nó chảy bên dưới này rồi. Có vẻ là mình không biết là cái máy điện thoại của mình có ghi lại được cái âm thanh này không? Ở trong này như kiểu là gió đang thổi rất là to các bạn. Có thể là nước nó sẽ chui chảy ngầm từ dưới kia và nó sẽ đi qua dưới cái hang này và nó thông xuống tận dưới kia các bạn ạ. Những cái nhũ đá này như kiểu là nở hoa ấy các bạn ạ.
sang hướng bên này xem nào. Có lối ra không? Dưới này là có một cái con suối á, rất là to ở dưới này các bạn. Suối á, ở trên này rất là to này, một con suối mà người ta làm cả một cái mảnh ruộng trên này á. Một cái mảnh ruộng mà có cả một con suối to có thể đủ cung cấp cho một cái thử dụng rất là rộng bên này. Đó, thì nó đến cái đoạn núi này này là nó bị chui ngầm xuống. Đó mà đến đây, để mình ra đến bên ngoài này thì không còn nghe thấy tiếng nữa. Nhưng mà nãy ở trong kia là lại có một cái tiếng suối chảy rất là to ở bên trong. Bây giờ lại tiếp tục đi vào trong rừng này xem nào. Đây cũng là một cái lối mà họ cũng thường xuyên đi rồi sao ạ? Chỗ này mình thấy là cũng được phát quang rồi đây này. Nhưng mà những cái hòn đá này cũng cực kỳ là gai nhọn ở đây. Thì mình sẽ đi lên trên này xem là có phong lan không các bạn. Ở bên kia nhìn sang thì mình đã thấy một khóm phong lan ở trên này rồi. Đó, đó trên này sẽ lấy cây này đem về nhà trồng các bạn ạ. Cái loại cái lan này, cái hoa của nó cũng khá là đẹp này. Đây bán một cái ngọn của cây này đã khô rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng dao để cắt luôn cái ngọn này để lấy luôn một cái đoạn này thì là nó sẽ giữ được cái này trong ngoài một thời gian để nó thích nghi với lại cái môi trường khác các bạn. Mình nên là... Ủa nó chẳng một tí và nó rụng mất rồi mọi người. Cây này nó mục hết rồi. Đây nó đã xong một cái khóm đây rồi. Có thể mình sẽ đút vào túi này đem về nhà trồng các bạn. Ok rồi. Tiếp tục lên đường xem mà có kiếm được cây nào khác nó lạ chỗ này không. Trước mình thấy bác mình hay đi ở chỗ này lấy mấy cây về trồng hoa đẹp lắm các bạn. Mình cũng đi rừng khá là ít cho nên là cũng không rõ đoạn nào có nhiều. Đó, chỉ còn như kiểu bố mình với bác mình hay đi rừng nhiều ấy thì những cái khu như thế này họ ở những cái cây nào hay có lan là họ biết này. Họ khi nào cần họ chỉ cần đến thẳng phát lấy rồi, chứ còn mình lại phải đi loay hoay mò mẫm một lúc sau. Có hôm là không kiếm được cây nào các bạn ạ.
Trên này có vẻ là một cái miệng hang nữa này các bạn. Có thể là cái hang lúc nãy ở bên kia là nó đã thông sang bên này rồi. Đây là những cái miệng hang mà hay có con cẩy, con cáo nó hay nấp trong những cái hang này các bạn. Đó, mình cũng thấy họ hay ra đây để săn này, săn bẫy. Đó, trước cũng có mấy anh bẫy được một con chồn khá to đấy các bạn.